Chỉ còn gần 2 tuần nữa là tới dịp lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, khác với những năm trước do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thị trường kinh doanh đồ trang trí Giáng sinh năm nay được đánh giá là khá trầm lặng. Tại nhiều tuyến phố trung tâm của Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can, Chả Cá, không khó để bắt gặp những hình ảnh lung linh rực rỡ từ các sản phẩm trang trí trong mùa Giáng sinh. Năm nay, cây thông Noel là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng. Ngoài màu xanh truyền thống, mặt hàng còn được sáng tạo thêm các màu sắc mới lạ như đỏ, hồng, trắng, cam với chất liệu đa dạng, từ gỗ, vải dạ để thu hút khách tham quan, mua sắm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, sức mua cũng giảm đáng kể. Một Noel năm nay nó ế lắm, chậm lắm, không như mọi năm. Tại vì tình hình dịch này mọi người cũng ở nhà, rồi cũng không nhập hàng về nhiều quá để mà bán, cũng không bán được. Giá cả thì cũng thế thôi, cũng không tăng. Cây thông thì dao động từ 500 đến hơn 3 triệu cũng có. Đấy. Còn quần áo thì dao động từ 100.000 đến hơn 300.000. Để tăng sức mua, hiện nhiều cơ sở kinh doanh đã thay đổi phương thức bán hàng như giao bán các mặt hàng trang trí, quà tặng Giáng sinh trên các website, sàn thương mại điện tử với mức giá rẻ hơn ngoài thị trường khoảng 20% để thu hút người tiêu dùng.